Rồi, xin chào anh em, cảm ơn anh em đã quay lại Di Động Hồng Phúc nha anh em. Ngày hôm nay là cũng trùng đúng ngay ngày 30 tháng 4, ngày giải phóng miền Nam nha. Chúc anh em có một ngày nghỉ lễ thật là vui tươi và hạnh phúc bên gia đình người thân nha anh em. Mình xin nhắc lại cái quy định mua máy bên mình luôn. Số điện thoại hàng là 0355 356 356 nha, có trên cái bảng nhỏ nhỏ phía trước nha anh em. Quy định mua máy thì xin em cọc trước cái cọc từ 50k. Cho những máy dưới 1 triệu nha anh em, còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cọc 100k Viettel nha. Những anh em nào chịu khó thanh á thì mình sẽ bao ship, còn những anh em nào cặp tiền thì anh em chịu phí ship cho mình nha. Tiền cặp thị trường và tiền máy lúc anh em nhận được hàng mình thì bán là có ship code toàn quốc nha, mọi miền tổ quốc chỗ nào cũng chơi được anh em. Con máy đầu tiên hôm nay luôn là một em Vivo i55s nha nè, Vivo i55s, con này thay vỏ rồi, thay vỏ sale nha, thay vỏ sale nè, nói chung là còn đẹp ha. Kính đại giá nghị lực rồi, càng luôn. Màn hình 5.2 nha, 5.2.16 ha, pin con này là 2.7.30, pin 2.7.30, chức năng full nha anh em. Wi-Fi rất là mạnh ha. Một 610, con này để em giá 990.000 nha, 990k kèm sạc, giá nghị lực luôn cho anh em. Cặp trước 50k Viettel là ship nha anh em. Tiếp theo là con Samsung A8 màu đen, A800 màu đen, vỏ sao xước nha. Kính trên là rìa một đường như đây, có sao quay lại rõ ràng, rìa đường như đây. Còn như là ok nha. Con này màn hình 5.6 nha anh em, RAM 4, bộ nhớ 32, pin 3 ngày, A8, Samsung A8. Màn ring hiển thị sắc nét nha. A8 218 ha, màu đen nha anh em. Con này để em giá 1.800.000 nha, 1.800.000 kèm sạc giá lực lại cho anh em nha. Samsung A20s màu đen, máy ring đẹp 97.8 nha, lưng sau xíu xá ít thôi, kính đại giá lực rồi, đây keo dính. Màn hình 6.5, RAM 332, pin 4.000, màn hình ok nha. Có bụi xương còn đẹp anh em, con này đánh giá tầm 97.8, mấy nguyên rinh. Chức năng ok nha, wifi các kiểu. A20s RAM 332, con này đến em giá 2.500.000 nha, 2.500.000 kèm sạc giá lực luôn. Oppo F1s, con này là bán nội địa nha anh em, bán nội địa ha. Này miếng dán còn, dán sao còn. Con này nội địa RAM 4 nha anh em, RAM 432, màn hình 5.5, pin 3075. Máy đẹp kìa. Chỉ có xước xước nhẹ nhẹ máy xưa này thôi, xước nhẹ thôi. Còn rất là đẹp nha. Đó, máy sáng đẹp. F1S này, RAM 432 này. Chức năng xài ok, nói chung con này giải trí còn rất là tốt cho anh em, giải trí là thoải mái luôn. RAM 432, con này để em giá 1550 nha, 1550 kèm sạc dán kính nha, giá rất là mềm. iPhone X 64GB máy ring, con này đặc biệt pin 100%, đẹp 99 nha, đẹp 99 pin 100%, cái iPhone X này kính này. Keng sạc bèn luôn. Máy quốc tế nha, con em reset thoải mái ha. Pin 100, phe đi các kiểu ok hết ha. Cho anh em reset thoải mái, máy quốc tế nha. Bao anh em reset với lại quốc tế trọn đời, nó thực sự luôn. Máy 99, iPhone X 64GB. LL nha anh em, bản Mỹ ha. Con này để anh em giá của nó là 7.800.000 nha. 7.800.000 kèm sạc giá lực cho anh em luôn. Tiếp theo là một con Samsung A750 nha anh em. Mặt sau thì vỏ thì nói chung tạm ok, không xuất sắc nhiều. Sườn thì tróc anh gen nha, sườn tróc anh gen. Màn thay nha anh em, màn thay mới, xài ok. Bao anh em không có liệt lọt hết nha, mình sẽ test sơ cảm ứng cho anh em xem này. Sao thay không, sao thay tốt này.
cam rất là mượt nha. Đó, ok nha, rất là mượt ha, bao nem rất ok, máy đẹp tầm 96-97, A750, RAM 464 nha, màn hình 6 inch, pin con này là 3.300, pin 3.300 nè. A7, ok, con này ra đi anh em giá 2.400.000 nha, 2.400.000 kèm sạc giá lực lại cho anh em nha. Oppo A83 M-Gold, Oppo A83 màn hình 5.7 nha anh em, RAM 332, pin con này là 3.180, gần 32, máy đẹp 989. M-Gold máy rất đẹp, garanti trước còn nha, không vừa hề có bước trước anh em. Chức năng ok, RAM 332, A83 máy đẹp 99, 98 tới 99 luôn. Con này để em giá 1770, 1.770 nha. Kèm sạc chân kính cho anh em luôn nha. Oppo A92 đời mới nha anh em. Con này đẹp 98%, thoải mái luôn, kính sau đã dán lực rồi, lưng sau kính còn garanti. Đó. A92 thì cấu hình rất là mạnh nha, RAM 8 bộ nhớ 128 nha anh em. RAM 8 bộ nhớ 128 ha. Màn hình chip Snapdragon 665, màn hình 6.5 inch, pin con này 5000. Đó, chức năng thì bao đéo bao. Bao xịn luôn, bao xịn sò ha, xài rất là mạnh. A92. Máy cấu hình máy đẹp tầm 98-99. Như riêng. Đó. Keng như thế này nha. Con này đã đi cho anh em giá 4.400.000 nha. 4.400.000, kèm sạc dán kính cho anh em lại nha. Samsung A600 bản hàng, một sim, máy màu xám lông chuột ha, máy màu xám lông chuột, RAM 332, màn hình 5.6, pin 3000, đẹp tầm 97-98 ha, đẹp 97-98 thôi, không có phải là Ken 99, kính đại giá ngân lực, mà xài rất là mượt nha. Con này A600 bản hàng, một sim, mọi chức năng full. À, 6 ha. Ok, con này để em giá 1750 nha. Rồi, tiếp theo là con Note 8 nha nè. Samsung Note 8 bán hàng luôn. Con này vỏ sao đẹp keng luôn. Con này 98 trở lên. Màn hình 6.3 nha, RAM 664, pin 3.300. Kính trước thì keng, ngay đây có một đốm đen. Dính một đốm nên là mình sẽ bán giá rất là bèo. Đó, nhìn giờ thì không cần nhông thấy nha, màu trắng lên này, bướm nha, bướm đây này, bao đem xài thoải mái, không bao giờ bị lan nha, xài thoải mái, vấn đề ở đây này. Note 8 màn hình 6.3, RAM 664, pin 3.300, chức năng full, con này uống game rất ok nha, bản hàng này, chức năng xài ok hết. Ok, giá 3.200.000 cho anh em, kèm sạc dán kính cho anh em nha, 3.200.000, giá lại miếng keo cho anh em. Tiếp theo là một con Samsung A31 màu đen nguyên zin, máy đẹp 9798. A31 cho anh em. Màn hình của nó là 6.4, RAM 6 của nhớ 128, pin 5000. Đó, kính này keo này, kính 99 nè. Lần sau đánh giá tầm 9798, 98 chứ không phải là 97. Rất là đẹp. Máy nguyên zin, xài rất là chuẩn nha. Con này bao chức năng anh em, thoải mái. A31. Ok. Con này để em giá 3750. 3750 kèm sạc dán lực cho anh em nha. Oppo A53. Oppo A53 nha anh em. A53 máy đẹp nha anh em, 98%. Con này nguyên zin. 798, lưng sau 1-2 vết xước nhẹ thôi. Kính này, kính keng, kính phải đánh giá tầm 99, tự có cường lực mình dán lột rồi. Màn hình 6.5 inch, RAM 4 bộ nhớ 128 nha, pin 5000. Con này cấu hình cũng thuộc dạng ok. Wi-Fi thì phải nói là bá đạo. Wi-Fi rất bá đạo này, RAM 4 128.
253 mấy nguyên riêng đẹp 9798. Con này ra đi cho anh em giá 3 triệu 4, 3 triệu 4 nha. Kèm sạc dán lật lại cho anh em. Máy rất là đẹp, có ốp lưng cho nó luôn. Và tiếp theo là một con Samsung A21s anh em. A21s máy đẹp 98 nguyên riêng. Đó, lưng như này nha. Kính đại dán lật cho anh em này. Màn hình 6.5 nha, RAM 332. Pin con này 5000. A21s. Cực khủng ha. A21s. Chức năng thì khoa phải bàn rồi. Ok luôn. Ok con TT. Ok ha. A21s pin 5000, trâu bò. Máy này xài rất là ok, lo hết pin. Giá 2850 anh em. 2850. Kèm sạc lại cho anh em luôn. Giá ngược lực luôn. A70, Samsung A70 bản riêng nguyên màu đen, máy đẹp 9697. Lưng xe quá xuất sắc này. À, y như mình quay nha. Anh em coi kỹ clip trước khi đặt máy nha. Kính thì quá là chuẩn chỉnh luôn, kính thì quá đẹp rồi, không phải bàn rồi. A70 nguyên riêng. Màn hình 6.7, RAM 6128, pin 4.5 nha. Máy quá đẹp nha. A70 nha anh em. A70. Đầu bay cho anh em luôn, con này giá 3750. 3750 kèm sạc dán ngược lại cho anh em. 375. Rồi, clip này xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào cả nhà. Chúc anh em có một ngày lễ gì đi chơi lễ thật là vui tươi và hạnh phúc bên gia đình và người thân nha. Thân ái chào anh em. Hẹn anh em clip ngày mai.